Văn Cường và Đoàn Lộc là người tiếp cận trận đấu này rất nguy hiểm. Đó là một tình huống xe đạp chổng ngược tới từ Việt Anh. Tiếp cận trận đấu này, các thủ Park 1 họ ra quân với sơ đồ chiến thuật 3-2-1. Ba cầu thủ chơi ở vị trí hệ thống phòng ngự. Một sơ đồ chiến thuật hợp lý cho một trận cầu chung kết. Sút ngay rất nguy hiểm, không vào. Sút không vào. Một tình huống băng lên tấn công của Thế Anh và dứt điểm là tốt. Và thủ thành Nguyễn Thái Hà trong một tình huống bắt bóng thì để bóng bật ra. Nhưng anh Việt Anh băng vào và một lần nữa dứt điểm nhưng đã không thể đánh bại được thủ thành Thái Hà. Và đẩy bóng nguy hiểm là vẫn có trong đấu chơi của họ. Còn bên phía băng 1 thì họ có sự hưng phấn nhưng những tình huống xử lý rộng rất nguy hiểm. Và đánh đầu cận thành nhưng không vào. Và đánh đầu cận thành này tới từ Văn Cường. Văn Cường ngày nay đã có hai tình huống chạm đầu trong vòng cấm địa nhưng vẫn chưa có được bàn thắng vươn lên dành cho Việt Anh. Kiên Trung khá nhịp nhàng. Kiên Trung quá tuyệt vời, siêu phẩm của Kiên Trung, tỷ số là 1-0. Một nhịp xử lý như bóng và dứt điểm quá đẳng cấp. Bóng tìm về góc chưa, quá khó để cho Thái Hà có thể cản phá. Tỷ số là 1-0 nghiêng về Park 1. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 15 của trận chung kết. Văn Chuẩn sút, không phải cú sút. Văn Chuẩn cơ vào. Nhưng và dừng bóng và giật bóng đẳng cấp. Chúng ta thấy được sự bình tĩnh tới từ những pha xử lý của Văn Chuẩn. Một lối chơi gegenpressing chúng ta đã được thấy của thủ Park 1. Ngay khi mất bóng thì tới ba cầu thủ áo hồng đã vây hãm cầu thủ áo xám. Đường chuyền đây, gây, không vào. Một pha dọc kẹp tuyệt vời. Đã có lỗi rồi, Thế Anh đã phạm lỗi. Một tình huống đá phạt tương đối nguy hiểm. Thủ thành Quang Minh đã có một pha khép bóng kịp thời. Một đường dọc kẹp hay của thủ Tùng Bách. Họ vẫn đang kiên trì với lối chơi của mình. Rất căng thẳng ở trong tình huống đá phạt. Dứt điểm không vào. Và dứt điểm đưa trái bóng đi vào xa. Đoàn Lộc sút, sút không vào. Hai pha dứt điểm liên tiếp. Văn Chuẩn và bỏ lỡ hơi đáng tiếc của Văn Chuẩn. Văn Chuẩn và sầu kìm tuyệt vời của Văn Chuẩn. Lại là Văn Cường. Văn Cường hôm nay đang bỏ lỡ đi khá nhiều cơ hội mà anh có được. Hơi đáng tiếc. Vẫn đang cho thấy sự chắc chắn tuyệt vời trong khung gỗ của mình. Văn Chuẩn cơ bầu. Và cứu thua xuất thần của Thái Hà. Một tình huống dứt điểm trúng vào vị trí mà Thái Hà băng lên. Chút nữa rồi đã có món quà dành cho Văn Chuẩn. Nhưng vẫn sẽ có vài góc dành cho cầu thủ bên phía Tùng Bách. Hồng Duy, Hồng Duy cơ vào. Và cơ hội phản công. Kiên Trung giật bóng rất kỹ thuật. Đã một tác động nhẹ và không thể qua mặt được trọng tài Ngô Hoàng Thụ. Thẻ vàng dành cho Bằng Giang. Quá chuẩn xác, ra vào cực kỳ hợp lý. Sút ngay không vào. Là một cú dứt điểm nữa tới từ Trọng Quý.
Thế Anh. Rồi thế coi. Hơi chậm mất rồi. Nhưng Nam dưới đây vẫn là kiên trung. Không vào. Xuân Hiếu. Xuân Hiếu. Đã vượt qua cái ba rồi không? Không vào. Đáng tiếc, đáng tiếc. Mọi chuyện thì Xuân Hiếu đã làm tất cả. Vượt qua tới 3 cầu thủ áo hồng và một pha kiến tạo chưa thể tung ra những pha dứt điểm. Rút tôi ra. Tiếp tục. Không vào. Khung thành của thủ thành Quang Minh đã trao đảo liên tiếp. Nỗ lực vừa rồi thì đang khiến Quang Minh đang bị nằm sân. Lại là một đường chuyền dài vượt tuyến Nam Thương. Sút. Đã có bàn thắng quân bình dành cho Tùng Bạch. Một tình huống rất may mắn. Tỷ số là 1-1. Trận chung kết quay trở lại vạch xuất phát. Người lập công là Đức Minh. Đức Anh. Xin lỗi Đức Anh. Tỷ số là quân bình 1-1. Thượng trường sẽ phải không phải là một cơ hội nguy hiểm. Xuân Hiếu. Hồng Duy. Và lấy bóng của Văn Chuẩn. Đưa bóng về. Không vào. Và người tỏa sáng đó chính là cầu thủ số 8 Đức Anh. Hồng Duy rất nguy hiểm và hồi hộp. Đánh đầu. Thế Anh đã bật rất cao và đánh đầu nhưng bóng đã đi xa xa cầu dọc, hơi đáng tiếc. Trọng Quý chuẩn xác. Lần này thì Trọng Quý đã xuyên thủng được mảnh lưới của Quang Minh. Trong tình huống đối mặt tỷ số 1-0. Văn Cường sút chuẩn xác. Cũng rất chuẩn xác. Hiền Trung go go. Tỷ số bàn tạm thời, lợi thế thuộc về cầu thủ Tùng Bách. Và sút thứ ba. Bằng Dương cũng rất chuẩn xác. Lại đánh lừa được thủ thành Quang Minh. Chuẩn xác. Tỷ số bàn được rút ngắn 2-3. Một bước ngoặt chẳng. Văn Cường nhẹ múa trong cung cố và khiến cho và dứt điểm của Xuân Hiếu lại tìm tới cầu dọc đi ra ngoài. Cơ hội để Văn Chuẩn có bàn thắng quân bình. Sút không vào. Tỷ số bên vẫn là 3. Vẫn là 3 nghiêng về cầu thủ bên phía Tùng Bách. Đây là cơ hội điểm mất bay. Điểm mất bay. Đức Minh đối mặt với Văn Cường. Đức Minh chuẩn xác. Chiến thắng cuối cùng 4-3. 4-2 ở nó rút pen. Đội bóng lên ngôi vô địch ở mùa giải năm nay, ở giải Euro Window River Bắc lần thứ 2 năm 2022, được gọi tên Tùng Bách. Xin chúc mừng Tùng Bách. Cầu thủ Bắc Mượt đã thi đấu rất hay. Họ đã dẫn trước trong phần lớn thời gian của trận thi đấu
những cá đội đã cống hiến một trận đấu hay, một trận đấu giàu cảm xúc. Buổi thảo luận của chúng tôi đến đây cũng xin được tạm dừng. Xin cảm ơn toàn thể quý vị khán giả đã luôn theo dõi và đồng hành cùng Fanpage bình luận viên Nguyễn Anh Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại. Bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng.